Cái vật lý đó là nó nổ chừng nào thì nó chìm đấy, chừng đó mới cân bằng hơn chứ. Như thế. Sao lại nổ 70 mét? Chiều cao của cái tàu này chính xác 300 mét. 315 mét. 300 mét trên 300 mét. Chiều cao. Như vậy thì nó không thăng bằng được. Nhưng mà nó bị choáng dưới nước. Nó bị chìm ở dưới nước ấy. Nó nữa cũng chìm nữa. Ừ. Để cho cái đấy, tàu đấy, nhìn từ xa nhìn thấy chưa? To ra. Để nó chứa đồ. Chứa đồ với không khí nó nổi xe đó. Mày nó không bị bay nữa. Khó chịu. Mờ quá. Mờ quá không thấy được lùng. Phía này ngắm rõ hơn. Phía này như đất hả? Thấy không? Không vướng mây luôn. Có nhìn thấy máy bay không? Sợ ghê, trên 10 cây số này. Trên 10 cây á. Máy bay động như vậy. Máy bay là to lắm nghe, F-18 to mình. Cái đấy có nhìn được rõ không em ơi? Chụp lại được. Chụp lại thì không nói nhưng mà nhìn thấy cơ. Cho anh nhìn cái. Mờ lắm, nhìn xa lắm. Vật này cũng nhận chiến lược á. Tàu đứng đâu mà chút xíu mà ghê được. Thôi thôi đâu vậy? Ủa nhà mình ở đâu? Ừ? Nhà mình ở đâu? Tôi ngay đây. Ở đây mà kiếm sao kiếm không ra? Hả? Ở đây mà sao kiếm không ra? Không biết nó đỗ chỗ nào. Phải đi hỏi. Thì nhà tôi cách đây, nhà tôi đi một đoạn nữa đến này, nhưng mà không biết nó đỗ chỗ nào. Anh ơi. Hả? Nó phá sóng ở đây, không chí sóng điện thoại nào. Ê. Có nhìn thấy hai cái tàu hộ tống. Hôm nay sương mù quá.
xíu xíu. Bánh này rất hơi bò là sao đó. Được dòng vùng vô. Này làm bán thì lửa hình tình nhiều. Được giờ đâu hút thì đây sát thì mới được quá. To và cái lòn luôn rồi xuống đây bạn bằng tay bằng ngón tay. Mà đang mình đâu thấy chị đâu. Chục cây số. Không thể không thể à. Không, một cây số à, nhưng mà cái này nó đang mờ á, nó bị sương. Bị sương, bị sương. Nó bị nó đang bị sương này. Đưa tiền em, đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền tôi nè. Chú phải cái tàu ra nữa. Đó đó, tàu không có tàu lớn lắm. Lớn. Không phải cái nhỏ nhỏ đó đâu. Cái ngoài kia kìa, cái ngoài kia kìa. Cái kia luôn hả? À đó, cái ngoài kia đó. Không thấy. Đó là cái đấy, cá. Đây, anh bạn này từ Sài Gòn. À, từ Sài Gòn bay ra. Một đại đảo hả? Đấy. Cái đảo hả? Đâu, cái đảo khác nữa. Lúc này không nhìn thấy, hoàn toàn 100% không nhìn thấy chứ thôi. Lúc nãy nhìn thấy, lúc mà đang lên ấy, vừa rồi cái mù này nó vừa bay này. Ở đây này, giờ thấy đến đây. Khu đá nè, khu đá lên khu đơn được thấy. Tỏ lần nữa rồi đó. Tôi mới cái tàu đánh cá nhỏ xíu xíu xíu. Bình đá nè. Đó, lại gặp đây rồi. Bây giờ lại không nhìn rồi thì mù nó đang dồn thế này đấy, mất rồi sương à, mây nó bay rồi. Nó to nó bay quá trời, mấy tàu đứng cái nhỏ xíu luôn. Mình tự nó cái tàu như vậy nhỏ, có 330 mét và cái này có 20 mét chứ mấy. Cái ống nhòm này được bao nhiêu, nhìn tới là được bao nhiêu? Nhìn thấy gần luôn đó chứ. Không, nhưng mà nhìn thấy được là từ đây đến là bao nhiêu cây số có biết không? Từ đó vô bờ đây khoảng 2 cây số à. À thế thì hai. Không có xa đâu. 2 cây hả? 2 cây rồi. Thấy chị bụng. Nãy cái đó cỏ hả? Em ra cỏ không cho vô cái gì. Không cho vô. Nó che mất rồi. Nó có cho vào hỏi cảng đó. Đó là lỗ lùa ra là tại từ xương to nó nán lại ra lùa ra. Trên này đứng rõ hơn nha anh. Hả? Dưới kia có thấy gì đâu? À dưới kia không thấy. À đây đây nhìn được cái dưới kia sao thấy? Đó đó. Bị mù rồi. Anh cầm cái này mờ mờ đó hả? Ủa còn tàu này tàu sân bay còn 2 tàu còn tắm. Đứng đúng này. Ủa tàu sân bên kia. Là chỗ này đứng như thế. Tàu này gần hay. Đi ra đi. Mày vô đây coi tàu thôi. Từ sáng giờ mẹ bao người tôi lên kia đông lắm. À, trên kia phải 200 người. Thế nào? Trên đỉnh. Ồ vậy. Mà trên đỉnh thì xa hơn hả? Cũng nhìn thấy cũng thế này thôi. À. Cũng nhìn thấy thế này thôi. Khoảng 200 người. 200 người. Một bãi xe.
ô tô thì phải đến 20 cái. Em cũng nghĩ ra phải trong đời phải chiêm ngưỡng cái tàu sân bay lần xa chiêm mình đâu á. Mình như đây là tàu chiến của Việt Nam đấy.